Xin chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một cái video là để review lại cái mẫu mic có dây, mic mới do Trung Quốc sản xuất, mic CIFP6. Thì hôm nay Tùng Nguyễn làm lại cái video này là để giảm giá cái mic này. Mic CIFP6 này có cấu hình là mic có dây, dây dài 8m các bác nhé. Và có chống lăn để cho anh em hát hò thoải mái. Tay mic bằng nhôm. Đấy. Và bây giờ Tùng Nguyễn sẽ giới thiệu chi tiết để cho anh em hiểu về cái dòng mic này. Và anh em có nhu cầu mua mic thì đặt hàng của Tùng Nguyễn. Mic này Tùng Nguyễn giảm giá còn 500.000 bao ship trên một cái các bác nhé. Hàng này có cái mã vạch hàng của công ty các bác nhé, do Trung Quốc sản xuất. Mic CAB6 đây. Mã vạch. Mic này nó dây nó dài 8m các bác hát hò thoải mái. Củ mic thì nó sẽ được bọc ở trong một cái lúc túi da. Da ngoài này gọi là da linh tinh thôi, chứ không phải da xịn các bác nhá. Nó bảo quản trong một cái túi da. Mic này Tùng Nguyễn sẽ nhập cái loại có chống lăn cho các bác. Đấy, tay mic bằng thép, bằng nhôm. Công tắc bật và mic được in thương hiệu của nó là CAB6. Mic này có dây và là dây rời chứ không phải dây liền, rất tiện cho các bác sử dụng. Tùng Nguyễn giảm giá xuống còn 500.000 để bao ship cho anh em trên một cái này. Mic có dây thì hát cũng chống hú rất tốt. Và đây là dây của nó các bác nhé. Dây của nó rất dài các bác nhé. Nhà các bác nào mà phòng rộng, dài thì lên sắm cho mình một cái mic này, hoặc là một cặp mic này để hát karaoke với không gian rộng, thoải mái. Hát mic có dây mà dây ngắn thì em khuyên các bác đừng có hát. Hát mic có dây mà dây ngắn thì các bác hát rất khó chịu. Nó cảm giác nó cứ co co cái mic, nó với hát nó không thoải mái các bác nhé. Mình hát karaoke là phải với tâm trạng thoải mái chứ. Nhiều khi dây nó bị mớm mớm là nó hay bị co co lại cái mic, là mình hát là không được thoải mái. Mà hát đã không được thoải mái thì hát sẽ không được hay. Thì một đầu mic của nó là một đầu đực. Và một đầu da của nó sẽ là một đầu da 6 ly để cắm vào vang. Dây của nó thì rất là mềm rồi. Dây rất mềm, dây màu mận chín. Đây là một bộ mic. Đường cắm mic thì nó ở đây các bác nhé. Nó dây rời rất tiện, các bác lúc không hát thì mình cất đi, hoặc là mình thay dây nó cũng tiện hơn. Nhiều khi các cái dây mà dây liền thay dây nó khó thay hơn. Còn dây rời này các bác chỉ cần thay dây là xong. Ví dụ chẳng may bị cái gì nó nghiến vào hay cái gì nó bị đứt ra thì mình có thể thay dây. Đấy. Tùng Nguyễn giảm giá còn 500.000 bao ship và hôm nay Tùng Nguyễn xin khép lại video. Anh em nào, các bác nào chơi karaoke gia đình có nhu cầu để cái mic có dây với cái giá bình dân và chất âm tốt thì liên hệ cho Tùng Nguyễn Audio. Và các bác nhớ là bấm đăng ký kênh để ủng hộ Tùng Nguyễn nha.